Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh chuối hấp để bánh được mềm, ngon, đơn giản mà rất là dễ thành công. Mình cắt ra cho các bạn xem nè. Nhìn ngon lắm luôn á. Bánh có cái độ mềm vừa phải nha các bạn. Thì nếu thích món bánh này á, mình mời các bạn cùng vào bếp nha. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị là 1kg chuối chín. Chuối thì các bạn nên dùng chuối chín mùi thì làm bánh nó sẽ ngon và ngọt hơn. Ở đây mình dùng chuối sim hay còn gọi là chuối xứ á. Các bạn dùng chuối khác cũng được. Đây là 200g bột năng, 100g bột gạo, cả hai loại bột là 300g và 100g đường nữa nè. Mình dùng thêm ít muối và một ống hương vani. Xong cái phần nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ đi cắt chuối ra ha. Đầu tiên thì mình sẽ lọc vỏ chuối nè. Lọc mình chừa miếng vỏ phía dưới như vậy nè. Để mình cắt nó đỡ bị trơn á, mình cắt nó dễ hơn. Hôm nay chuối thì mình cắt khoanh ra như vậy nè. Để mình làm bánh nó sẽ đẹp hơn á. Ngoài ra thì các bạn có thể làm theo cái cách dầm chuối như cái video hôm trước mà mình chia sẻ ha. Tô chuối này mình đã cắt ra nè. Mình chừa lại là 3 trái chuối. Để lát nữa mình cũng cắt khoanh, mình trang trí lên cái lớp mặt cho bánh. Còn cái phần chuối đã cắt ra thì mình sẽ ướp đường ha. Mình sẽ cho hết 100g đường vào đây luôn. Rồi mình cho xíu muối vào. Mình trộn đều lên. Ướp chuối với đường á, nó cũng là một cái mẹo nhỏ để giúp cho chuối nó ngọt hơn. Rồi khi mà chuối nó ngấm với đường đó, nó sẽ nặng hơn. Mình hòa cùng với bột á, thì chuối nó không nổi lên trên, bột nó lắng xuống dưới. Mà chuối với bột nó hòa đều với nhau á, cái thành phẩm ra bánh chuối rất là ngon ha. Trộn đều lên xong thì mình sẽ để đây khoảng 10 phút để cho chuối nó ngấm với đường. Còn bây giờ thì mình sẽ đi pha bột. Giờ pha bột thì mình cho hết 200g bột năng vào nè. Rồi đây là 100g bột gạo nữa nè. Cả hai loại bột là 300g các bạn nha. Rồi mình cho ống hương vani vào. Mình cho vào cho nó thơm thôi. Còn các bạn không có thì mình khỏi cho vào cũng được. Thì để pha bột, ở đây mình dùng là 400ml nước hơi nóng. Nước mình nấu sôi. Rồi mình gót kaka, mình để cho nó nguội bớt khoảng 10 phút đó. Mình cho vào bột từ từ. Để mình trộn bột cho nó tan đều ra. Pha bột với cái nước hơi nóng đó thì nó sẽ làm bột nở ra. Cái bột mình nó có cái độ sệt như vậy nè. Đó, pha bột xong rồi. Thì bây giờ cái chuối mình cũng ướp được khoảng 10 phút. Mình sẽ cho vào bột luôn ha. Chuối mình ướp nó ngấm đường đó các bạn. Nó sẽ không có nổi lên trên giống như chuối mà mình mới cắt ra đâu. Ở đây mình có một ít màu vàng thực phẩm nè. Mình cho vào cho bánh đẹp hơn. Cái này không có thì các bạn khỏi dùng cũng được ha. Khuấy đều lên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị khuôn để mình đi hấp bánh được rồi. Đây mình chuẩn bị cái dĩa chuối cho cái lớp mặt nè. Còn khuôn bánh á, thì mình thoa một lớp dầu ăn để lấy bánh cho nó dễ hơn. Giờ mình múc bột mình cho vào. Cái này hấp dày mỏng tùy thuộc các bạn ha. Nếu mà các bạn hấp dày á thì các bạn đổ được 2 khuôn. Còn nếu mà các bạn hấp bánh mỏng thôi thì các bạn đổ được 3 khuôn luôn á. Cho bột vào xong thì mình sẽ xếp một lớp chuối lên mặt để cho bánh được đẹp hơn.
Rồi mình sẽ lấy một ít bột á, mình phủ lên trên lớp chuối. Rồi mình phủ một lớp bột mỏng trên nè, để cho chuối nó dính chặt vào bánh nó ngon hơn ha. Đó mình dùng tay á, mình vừa nhặn mình vừa phết phết nó. Xong rồi thì mình đi hấp bánh nha. Mình sẽ hấp bánh với lửa vừa là 30 phút. Thì trong cái thời gian hấp bánh á, lâu lâu các bạn mở nắp ra để các bạn xả bỏ hơi nước trên nắp một lần ha. Trong thời gian đợi bánh chín thì mình đi làm cái phần nước cốt. Mình dùng là 350ml nước cốt dừa. Là mình vắt từ 300g dừa nạo đó. Và đây là đường, mình dùng 60g. Mình cho vào đây thêm xíu muối để cái nước cốt được đậm đà hơn. Và đây là 3 muỗng cà phê bột năng và 2 muỗng cà phê bột gạo. Mình hòa với ít nước mình cho vào mình khuấy. Nấu nước cốt mình nấu với lửa nhỏ thôi các bạn ha. Nấu nước cốt thì mình phải nấu cho bột nó chín kỹ á. Thì khi để nguội lại nó không có bị vữa. Nấu nước cốt như vậy là được rồi nè. Giờ mình tắt bếp mình để nó nguội. Đây sau khi hấp được 30 phút nè, thì bánh của mình nó đã chín rồi đó. Nếu không canh thời gian đó thì các bạn dùng tăm mình châm vào, nó không dính bột sống là bánh chín đó. Giờ mình lấy ra, mình để cho bánh nguội là mình ăn được rồi. Đây bánh hấp xong để nguội mình lấy ra dễ lắm luôn nè các bạn. Đó, bánh có cái độ dai mềm vừa phải, nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Lấy ra mình cắt mình ăn ha. Đây mình cắt ra cho các bạn xem nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Khi ăn mình chan nước cốt lên. Thêm một ít mè gan nữa cho nó thơm. Các bạn nhìn dĩa bánh ngon chưa nè. Đến lúc mình thưởng thức thôi. Bánh mềm lắm các bạn. Độ dai, độ mềm của bánh rất là vừa nè các bạn. Mời các bạn nha. Bánh mềm ngon, cái phần chuối thì ngọt bùi, ăn với nước cốt quá béo béo, ăn rất là ngon, ăn thích lắm luôn các bạn. Với món bánh chuối á, thì mình đã làm nhiều lần. Công thức này là mình cảm thấy mình ưng ý á, cho nên mình chia sẻ với các bạn. Thì nếu có thời gian á, các bạn hãy thử đi, mình đảm bảo các bạn sẽ thích thôi. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái món bánh chuối hấp rồi. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giờ mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.